tất xưng, kẻ tám lạng người nửa cân. Những sự kiện nêu trên cho thấy Mạc Thiên Tứ 1700 đến 1780 ở Hà Tiên, Praja Thạch Xỉn 1734 đến 1782 ở Sim, Ngô Dương 1717 đến 1784 ở Sông La, và La Phương Bá 1738 đến 1795 ở Pontinac đều vào cùng một thời kỳ, và họ đều được yểm trợ bởi những nhóm đồng hương là người Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến và Khách Gia theo thứ tự tương ứng. Những cơ cấu chính trị này có một điểm chung là họ đều được thành lập và duy trì bởi những người Hoa ở hải ngoại hay hậu duệ của họ. Nhưng mỗi người lại khác biệt trong việc tồn tại và tiến trình đi tới quyền lực. Praja Thạch Xỉn chẳng hạn, khi sinh ra chỉ là một đứa trẻ Lục Chin, pha trộn hai dòng máu Hoa Xin của cha mẹ, ta thường gọi một cách rẻ rúng là đầu gà đít vịt. Nhưng có nhiều chứng cứ cho thấy ông luôn luôn đứng vào vị thế một người Sim đã chiến đấu anh dũng để đem lại thống nhất và độc lập cho quốc gia, cho dân tộc Sim. Trong khi đó, chế độ của họ Mạc và của công ty Lan Phương lại thuộc về một mô hình khác. Họ nguyên thủy là những nhóm người Hoa di cư được võ trang để tự vệ, chống lại những người bản địa ở lân cận, rồi sau này phát triển thành những tổ chức chính trị hướng về mục tiêu thống nhất và tự kiểm soát. Chính vì thế, việc họ tồn tại được rõ ràng là những gì mà người Hoa di cư mong muốn. Không cần biết họ duy trì chính quyền như thế nào và họ giao tiếp với các chính quyền địa phương gần bên của dân bản xứ ra sao, họ Ngô ở sông La có thể được sắp xếp ở giữa mô hình thứ nhất và thứ hai, vì lúc đầu họ giống như một tiểu bang của dân bản xứ Mã Lai. Nhưng chẳng bao lâu lại thần phục chính quyền trung ương của Simla. Và hơn nữa, khi những trấn thủ họ Ngô nối nghiệp lại lấy vợ người Sim, thì qua đến đời thứ ba, thứ tư, họ lại càng bị Sim hóa, như từ sau năm 1810. Tình trạng của họ cũng giống như Trần Thượng Xuyên. Ông này hài lòng với chức vụ đô đốc và trấn thủ nên đã hết lòng thần phục chúa Nguyễn mà không bao giờ có ý muốn tách ra thành một cơ cấu chính quyền riêng biệt. Trong số bốn cơ chế cùng thời này, La Phương Bá là người ít tuổi nhất, và thời điểm ông ta xuống miền Nam cũng trễ hơn, nên không chắc ông giữ được liên lạc với bất cứ một người nào như Mạc Thiên Tứ, Praja Thạch Xỉn hay Ngô Dương. Ngược lại, có vài tài liệu lịch sử có thể dùng để giải thích đến một mức độ nào đó quan hệ giữa Praja Thạch Xỉn và Mạc Thiên Tứ, giữa Thạch Xỉn và Ngô Dương, cũng như Mạc Thiên Tứ và Trần Đại Định, là người đã thừa kế vị trí đô đốc quân Long Môn ở Nam Việt sau khi cha ông từ trần năm 1715. Nhờ những nghiên cứu lịch sử gần đây, chúng ta cũng biết được có một liên hệ bên ngoại giữa họ Mạc ở Hà Tiên và họ Trần ở Biên Hòa. Chính xác hơn, Trần Đại Định lấy Mạc Kim Định, một người em gái của Mạc Thiên Tứ, và hai người có một người con là Trần Đại Lực. Đại Lực cùng với mẹ và một phần quân Long Môn đã chạy sang Hà Tiên để được ông ngoại là Mạc Cửu bảo vệ. Về sau, nhóm người tị nạn Quảng Đông ở Nam Việt này đã trở thành nhóm nòng cốt cho đội Thắng Thủy, đội thủy quân tinh nhuệ nhất của Hà Tiên. Tác giả Trần Kinh Hòa, nguồn thơ Cổ Phong.